Mời các bạn cùng quan sát, đây là cổng chính ở phía ngoài. Đây là cổng chính ở phía ngoài. Cái thửa đất này thì vào khoảng 15 mét. Cổng chính. Mình cùng tiến vào phía trong. Đây, phía bên tay phải của các bạn đây là một cái hành lang, một cái hiên hướng bên tay phải của mình. Nhà này thì có hai view các bạn quan sát. Một view hiên ở phía trước. Một hiên ở phía trước ở phía bên tay trái của mình. Tay trái và một hiên ở phía bên tay phải đây các bạn quan sát. Và theo kiến trúc là nhà cấp 4 mái Thái. Tầm hướng quay nó hơi khó cho các bạn quan sát được cái mái cái này. Đây các bạn quan sát đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào trong cửa chính. Ở khu vực này thì sân phía đằng trước rất là rộng. Gia chủ cũng xây cái tường vào rất là đẹp. Có một cái bức bình phong ở giữa này, có thể là sau này sẽ là một cái bức tranh. Đây, các bạn quan sát. Bắt đầu tiến vào phía trong nhà. Đây là phía hiên này ạ. Phía hiên. Cửa chính. Cửa chính của cái hiên này mà dẫn vào đây, các bạn quan sát ra phía cổng. Đây là phía cổng. Không gian ở phía đằng trước tương đối là rộng, sân chơi rất là rộng, các em đang vui chơi. Mình sẽ tiến vào trong nhà. Đây là bậc tam cấp. Hai bên gia chủ bài trí cũng tương đối là đẹp, để lại một cái khoảng vuông ở hai bên này để bày chậu cảnh các thứ. Chúng ta cùng vào trong nhà tham quan trong nhà nhá. Phòng khách rất là rộng. Phía trong của phòng khách là một cái phòng ăn luôn. Phía trong phòng khách là phòng ăn. Các bạn quan sát phòng khách đi. Chị bật cho em cái đèn bé ở cái phòng khách này tí chị. Các bạn quan sát phòng khách, bàn ghế. Không vấn đề gì cả. Tự nhiên. Kệ tivi, phòng khách để. Đây là mình đang đứng giữa cửa của phòng khách, quay vào phía trong. Đây là trần của phòng khách đây. Cái trần làm rất là đẹp, cầu kỳ. Chủ con đặt một cái ban ở phía trước phòng khách, nhìn thẳng vào phía cửa chính. Phòng khách các bạn quan sát. Phía bên trong phòng khách là một cái phòng ăn, một cái phòng nấu ăn mini rất là đẹp. Gia chủ cũng bố trí cái hệ thống tủ và quầy giống như kiểu là quầy ở cửa hàng quầy bar, trông rất là xinh. Đây là phòng nấu ăn, đơn giản, gọn nhẹ, xinh xắn. Đây, khu phía bên này là quay ra một cái hiên. Hiên ở phía bên tay phải của các bạn. Đây, mình sẽ đi ra thăm cái hiên này. Đó. Ra thăm cái hiên này một chút. Đây, cái hiên phía bên tay phải, chiều từ ngoài đường vào. Mà các bạn có thể nhìn ra được cổng. Đây, ngoài cổng đây ạ. Đây là cái hiên. Hệ thống thông thủy, hồ nước ở vùng quanh. Sau còn sân vườn tương đối là rộng. Đây là cái hiên. Mình sẽ đi vào từ cái hiên đằng phía bên tay phải đi vào. Song song với lại phòng khách. Song song với phòng khách là một cái phòng ngủ. Đây các bạn quan sát. Phía bên ngoài hiên đây là một cái phòng ngủ. Một phòng ngủ đây ạ. Không sao chị ạ. Phòng ngủ tương đối là rộng. Một phòng ngủ. Cái phòng này thì các bạn có thể nhìn rõ được mặt tiền của cái phòng này. Mặt tiền ra phía ngoài. Đây là một cái phòng ngủ. Cái điện này nó ở đâu chị nhỉ? Đây là một cái phòng ngủ rất là đẹp. Cô bật cho chú điện lên phòng này tí.
Không sao đâu chị ạ. À, đó, điện bật lên, các bạn quan sát chưa? Đèn trần rất là đẹp. Phòng này cũng vào khoảng hơn 10 mét vuông. Phòng này thì vệ sinh khép kín đúng không ạ? À, phòng này vệ sinh khép kín. Đây nhà vệ sinh đây. Chúng ta sẽ view cái nhà vệ sinh một chút cho các bạn xem. Đây nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tương đối là đẹp. Do hôm nay ông chủ lại đi du lịch mất rồi, cho nên là không có người để giới thiệu chi tiết cho các bạn xem được. Nhà vệ sinh ạ. À, cái phòng này là nhà vệ sinh khép kín của cái buồng. Cái buồng này là phía bên tay phải, bên cạnh phòng khách, tức là nó nằm song song với phòng khách, một cái buồng rất là đẹp. Các bạn quan sát. Tiếp theo mình sẽ đi tham quan một cái buồng nữa. Phía trong này còn hai buồng à chị? Hai buồng một phòng vệ sinh chung. À, chị mở cho em xem tí ạ. Đây mình sẽ tham quan cái nhà vệ sinh trước, sau đó thì đi hai cái buồng hai bên. Đây cái nhà vệ sinh. Một nhà vệ sinh nữa. Tức là bên dưới tầng 1 này là có một nhà vệ sinh chung và một nhà vệ sinh riêng. Đúng không ạ? À. Rồi. Và rồi bên phía bên trong khu nhà vệ sinh thì phía trong cùng là có hai buồng. Nhà vệ sinh ở giữa và có hai buồng ở hai bên. Hai buồng, buồng này hai cửa sổ rất là thoáng. Một cửa sổ to, một cửa sổ nhỏ, một giường, một tủ. Các bạn quan sát một giường, một tủ. Rất là đẹp. Tiếp theo là một cái buồng nữa phía bên tay trái của các bạn. Đây một buồng nữa, hai buồng. Đó, các bạn quan sát. Rồi, mình sẽ đứng từ trong cùng và quay ra ngoài cửa cho các bạn thấy. Đây, phía bên tay phải của và mình là bên phòng bếp nhỏ xinh. Đối diện với phòng khách và phía bên tay trái của mình là lối ra hiên và bàn ăn như các bạn quan sát. Mình sẽ đi ra ngoài để cho các bạn quan sát cái view bên ngoài một chút. Anh em quan sát cái view bên ngoài nhá, cái view của phía bên ngoài. Đó. Phía bên tay trái của mình là một cái hiên trước và một cái hiên bên tay phải đây. Mình sẽ cho anh em đi xem cái hiên bên tay phải đây. À, cái nhà này gia chủ thiết kế thì có hai view, một view bên tay phía trước mặt và một view phía bên tay phải chiều nhìn.